Chào hè 2016 với lễ hội Magic World. Lần đầu tiên thể loại nhạc kịch được trình diễn tại Thiên đường Bảo Sơn với sân khấu tráng lệ. Bạn sẽ lạc vào thế giới cổ tích với những nhân vật như nữ hoàng Elsa, anh chàng Olaf. Cơ hội được thăm nơi ở, giao lưu và chụp ảnh cùng nàng Lọ Lem và Bạch Tuyết vô cùng xinh đẹp. Diễu hành carnival hoành tráng với hơn 50 nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích. Trải nghiệm hơn 20 trò chơi và khu công viên nước mở miễn phí sẽ hứa hẹn mang đến những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Lễ hội Magic World diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ ngày 4 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 6. Thiên đường Bảo Sơn, vui chơi thả ga không lo về giá.